lá bị xoắn lại ngay từ khi cây còn nhỏ. Đây là biểu hiện cho thấy cây sắn hay còn gọi là cây khoai mì đã bị bệnh khảm lá tấn công. Với những cây như vậy, năng suất có thể giảm đến 90%. Không chỉ gây hại trên cây non, bệnh có thể xuất hiện và gây hại ở bất kỳ giai đoạn nào của cây sắn như những cây này. Phiến lá khảm vàng loang lổ. Truyền qua hâm giống thì cái năng suất sản lượng mì giảm rất là đáng kể. Có thể giảm đến 80%. Còn nếu như nó truyền qua cái con bọ cánh phấn thì tùy theo cái giai đoạn sinh trưởng của cây, chúng ta trồng khoảng được 120 ngày rồi thì con rầy cánh phấn nó truyền bệnh, thì lúc đó năng suất nó giảm thấp hơn khoảng 20%. Và tương tự như thế, càng truyền bệnh trễ thì năng suất giảm càng nhẹ. Ngoài việc giảm năng suất, chỉ số tinh bột cũng bị giảm đáng kể, ảnh hưởng đến chất lượng tinh bột. Điều đó cho thấy mức độ nguy hiểm của loại bệnh này đối với cây sắn. Hiện nay, tất cả các giống sắn đều bị bệnh khảm lá tấn công. Giống sắn nhiễm nặng nhất là HLS-11. Những giống khác như KM-94 bị nhiễm nhẹ hơn. Có hơn 13 tỉnh thành trồng sắn ở miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long cũng đang bị bệnh này tấn công. Tây Ninh là tỉnh đầu tiên có diện tích trồng sắn bị nhiễm bệnh khảm lá. Bà con trồng sắn đang đối diện với nhiều khó khăn kể từ khi bệnh khảm lá xuất hiện. Bệnh khảm lá sắn do virus có tên khoa học là Sri Lankan Cassava Mosaic gây ra. Triệu chứng bệnh trên lá là phiến lá khảm vàng loang lổ. Khi nhiễm nặng, lá xoăn, cong queo, nhăn nhúm, làm cây không phát triển, giảm quang hợp. Bệnh lan truyền qua hâm giống và côn trùng môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng. Bệnh lan truyền qua hâm giống virus Sri Lankan Cassava Mosaic tồn tại trong thân, lá, củ sắn, nên khi lấy thân sắn làm giống cho vụ sau, thì virus sẽ tiếp tục phát triển trong hâm giống, thể hiện triệu chứng loang lổ, đốm vàng lá xoăn ngay khi cây vừa mọc mầm. Củ sắn còn sót lại trên ruộng mà nhiễm virus thì khi mọc mầm cũng bị xoăn lá và là nguồn bệnh nguy hiểm trên đồng ruộng. Nó truyền qua cái hôm giống á, thì nó thể hiện rất nhanh. Từ lúc mà cái hôm mọc mầm là chúng ta thấy cái lá nó bị xoăn lại và lốm đốm, cái màu sắc nó lốm đốm màu vàng, màu xanh, màu vàng, màu xanh xen kẽ nhau. Lan truyền qua môi giới truyền bệnh, virus Sri Lankan Cassava Mosaic lan truyền qua bọ phấn trắng Bimixia tabaxi. Bọ phấn trắng chích hút trên cây sắn bị bệnh sẽ hút cả virus vào cơ thể. Khi chích hút trên cây khỏe sẽ truyền virus Sri Lankan Cassava Mosaic sang làm cây bị bệnh. Bọ phấn trắng trưởng thành rất nhỏ, chỉ dài từ 0,75 đến 1,4 mm. Sẽ cánh từ 1,1 đến 2 mm. Toàn thân và cánh được phủ bởi một lớp phấn màu trắng. Ấu trùng màu vàng nhạt. Khi mới nở có chân, bò dưới mặt lá rồi ở cố định một chỗ dưới mặt lá. Cả ấu trùng và thanh trùng đều chích hút nhựa cây, làm chết mô lá và tiết nước bọt, làm lan truyền mầm bệnh. Đặc biệt là virus gây bệnh khảm lá sắn. Khi nó chích hút từ cây bị bệnh, rồi nó di cư sang cái ruộng cây khỏe, thì nó đeo bám trên đó. Chỉ cần vài giờ đồng hồ là nó đã hoàn thành truyền cái bệnh qua cây khỏe rồi. Và cái virus này là bền vững trong cơ thể của con rầy cánh phấn. Nghĩa là ở mọi tuổi, mọi giai đoạn, ấu trùng trưởng thành nó đều truyền được bệnh. Tuy nhiên nó không truyền được qua trứng. Nghĩa là cái trứng nó nở ra thì không có mang virus. Bọ phấn trắng gây hại trên nhiều loại cây trồng như cây thuốc lá, bông, cà chua, cà pháo, cà bát, bầu, bí, khoai tây, ớt. Để giúp nông dân các tỉnh phòng chống được bệnh khảm lá sắn, Cục Bảo vệ Thực vật đã ban hành quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn. Các địa phương dựa vào đó phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn cho bà con áp dụng. Theo các chuyên gia, giải pháp đầu tiên để phòng trừ bệnh khảm lá là cần phải chọn giống sạch bệnh và giống chống chịu tốt với bệnh. Bà con không được sử dụng giống HLS-11 vì đây là giống hiện đang nhiễm bệnh rất nặng.
Sử dụng những giống ít bệnh để trồng như là KM94. Nhà vườn cần lấy giống ở những vùng khác chưa bị nhiễm bệnh để trồng. Hôm giống chất lượng sẽ giúp cây có sức đề kháng tốt. Chính vì thế, việc lựa chọn cây giống để làm hôm cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn để chọn cái cây sắn làm giống ấy, thì tức là cái nó có cái đường kính ở trung bình từ 1 đến 5 cho đến 2 cm. Thứ hai nó là phải nhặt mắt, tức là cái mắt giữa hai cái đốt của cây sắn nó phải liền nhau, tức là càng nhạt mắt thì càng tốt. Tiêu chuẩn của cây giống là đạt từ 8 tháng tuổi trở lên. Hôm giống sau đó được bảo quản trong mát từ 4 tuần đến 8 tuần. Không nên để quá lâu sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của cây. Khi có được những cây giống chất lượng, bà con sẽ tiến hành cắt hòm. Cái thân cây sắn này chúng ta sẽ sử dụng cái phần 1/3 cái đoạn giữa, tức là cái phần bánh tẻ. Khi chặt hòm thì chúng ta chặt ở cái độ dài từ 15 tới 20 cm. Theo chuyên gia, có được những hòm giống đạt chất lượng, lúc trồng xuống sức sinh trưởng nảy mầm của cây tốt, phần nào kháng được sâu bệnh, trong đó có bệnh khảm lá sắn. Trước khi trồng hòm giống, bà con nên bón lót phân lân hoặc là phân chuồng. Tùy vào vùng đất trồng, trên 1 hecta nhà vườn có thể bón từ 250 kg đến 400 kg. Mình trồng cái hòm sắn này là trồng những cách nào mà tốt nhất? Trồng đứng ấy thì có ưu điểm, tức là cái thứ nhất là cái khả năng mọc mầm nó nhanh hơn. Thứ hai là cái bộ rễ nó ăn sâu hơn và năng suất củ vì nó lấy được dinh dưỡng từ nhiều tầng đất khác nhau, cái xu hướng ăn sâu hơn và năng suất củ cao hơn. Tùy vào loại đất, trên 1 hecta đảm bảo mật độ trồng từ 10.000 cây đến 16.000 cây. Sau khi cây được 20 đến 30 ngày, bà con tiến hành bón thúc lần 1. Khi cây 2 tháng tuổi, bón thúc lần 2. Với liều lượng 175 đến 250 kg hecta phân ure, từ 135 đến 200 kg kali chia cho 2 đợt. Bọ phấn trắng có thể truyền bệnh khảm lá cho cây sắn ở mọi độ tuổi của cây. Diệt trừ loại côn trùng này hiệu quả nhất là khi chúng đang ở giai đoạn ấu trùng. Theo ông Lê Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, bà con nên treo những bẫy dính vàng trên ruộng để dự báo mật độ xuất hiện của bọ phấn trắng, từ đó có thể đưa ra quyết định phun thuốc trừ bọ phấn trắng. Mục tiêu của mình là để coi cái con rầy nó có tới hay không. Đó, thành ra mình nguyên tắc nó là phải cách cái ngọn mì là phải 1 tấc, dầu mới trồng đi nữa thì mình cũng phải đặt cách ngọn mì 1 tấc, rồi sau đó mì nó cao tới đâu thì chúng ta dời lên trên một cái ruộng mì thế này thì khoảng cách giữa các bẫy nhau khoảng 30 đến 50 mét, làm trong công tác dự tính dự báo. Còn nếu như chúng ta sử dụng cái bẫy này để diệt nó thì làm cái băng dính màu vàng dọc theo cái hàng bìa của cái ruộng mì. Anh cho em hỏi rồi, như cái bẫy này mình đặt trên chiều gió hay là dưới chiều gió? Để chúng ta biết cái hướng di chuyển của rầy phấn trắng từ đâu bay đến thì mình treo theo cái hướng gió. Cái mật số cỡ này là trên 100 con rồi thì là hơi cao. Dính trên bẫy vậy mình phun thuốc được chưa hay là cần phải coi trên ruộng gì nữa anh? Căn cứ vào cái bẫy dính này là một cơ sở thôi. Mình còn phải đi vào trong ruộng mì để mình kiểm tra. Thì thường thường mình đi vào 2 đường chéo góc. Mỗi một đường chúng ta khảo sát đâu khoảng chừng 10 điểm. Nếu mà thấy lật với cái mặt dưới của lá đó, thấy có xuất hiện cái rầy này thì lúc đó chúng ta phun thuốc, xử lý thuốc là vừa. Theo đó, bà con sẽ sử dụng 2 hoạt chất dinotefuran hoặc bimetrozin. Đây là những hoạt chất nằm trong danh mục cho phép và đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tạm thời cho sử dụng phun diệt bọ phấn trắng. Khi phun, nông dân tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và đúng kỹ thuật phun. Cái vấn đề quan trọng là làm sao chúng ta phun thuốc để thuốc nó phân bổ cả 2 mặt lá. Quan trọng nhất là cái mặt dưới của lá mì. Bởi vì cái tập tính sinh hoạt của con rầy cánh phấn là nó thường nó đeo bám ở dưới mặt dưới của lá mì, kể cả con ấu trùng và con thành trùng. Trên đây là những biện pháp phòng ngừa bệnh khảm lá lây truyền từ hòm giống hay môi giới truyền bệnh sang cây sắn. Riêng những ruộng đã bị bệnh tấn công, tùy vào mức độ gây hại mà bà con có cách xử lý khác nhau.
cần thăm vườn thường xuyên 2 đến 3 ngày một lần. Nếu phát hiện trên ruộng có cây bị bệnh khảm lá, thì cần tiến hành nhổ bỏ và tiêu quỷ bằng cách đốt hoặc dung lấp để cắt nguồn bệnh tại chỗ. Xử lý vườn bị bệnh khảm. Những vườn có số cây bị nhiễm bệnh dưới 70%, cần tiến hành nhổ bỏ, thu gom và đốt những cây bị bệnh. Vườn có tỷ lệ cây bị bệnh 70% thì tiến hành nhổ bỏ, thu gom và đốt toàn ruộng. Trước khi tiêu quỷ, cần phun thuốc trừ bọ phấn trắng ngay vườn bị bệnh, ngăn chặn sự di chuyển của bọ phấn trắng phát tán, lây bệnh sang vùng khác. Các ruộng sắn có khả năng thu hoạch thì nhổ toàn bộ cây sắn tận thu củ, còn thân lá phải đem tiêu quỷ. Theo khuyến cáo quy trình của cục đưa ra thì giúp cho bà con là tránh cái sự lây lan. Một là lây lan cái nguồn hâm giống, hai là cái chủ mà cái con bọ cánh phấn nó bám trên đó, nó chích hút từ cây bệnh, nó truyền qua cây khỏe, thì chúng ta cần thiết phải triệt để tiêu hủy những cây bị bệnh trên đồng ruộng. Bên cạnh giải pháp nhổ bỏ thì vấn đề cần cắt đi nguồn bệnh của bệnh khảm lá cũng rất quan trọng. Muốn làm vậy chỉ có cách là luân canh cây trồng. Theo các chuyên gia, bà con không nên thăm canh cây trồng, nhất là người trồng tại tỉnh Tây Ninh. Việc trồng cây sắn liên tục, đất không có thời gian nghỉ nên không thể loại bỏ triệt để bệnh khảm lá sắn. Bà con cần cơ cấu lại mùa vụ, có thể trồng luân canh các loại cây trồng khác. Chúng ta cơ cấu lại mùa vụ, tức là chúng ta đừng có trồng rải ra trong suốt một năm như thế, mà chúng ta trồng ví dụ vụ đầu mưa thì ta trồng một khoảng thời gian từ tháng 5 cho đến hết tháng 6, và vụ cuối mùa mưa thì ta trồng trong khoảng từ tháng 10 cho đến hết tháng 11. Đối với tỉnh Tây Ninh, trước nay bà con luôn trồng sắn liên tục. Điều này khó kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy, riêng tỉnh Tây Ninh, nông dân không nên trồng sắn trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 dương lịch. Bên cạnh đó, người trồng tuyệt đối không được trồng sắn hoặc cây ký chủ của bọ phấn, cây thuốc lá, bông, cà chua, cà pháo, cà bát, bầu bí, khoai tây, ớt ở những vùng đã bị bệnh khảm lá ít nhất một vụ. Như vậy, nếu bà con thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật mà các nhà khoa học hướng dẫn thì sẽ mang lại kết quả khả quan. Nếu như chúng ta áp dụng tất cả các biện pháp tổng hợp thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ khống chế cái bệnh này trong tương lai gần thôi. Thực tế trong thời gian qua cũng đã có rất nhiều mô hình mang lại hiệu quả bước đầu. Ví dụ điển hình như mô hình khuyến nông đột xuất về xây dựng tuyên truyền các giải pháp cấp bách quản lý phòng trừ bệnh khảm lá sắn do Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc triển khai tại 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh. Hay mô hình sản xuất giống sắn sạch bệnh của tỉnh Tây Ninh. Trên những ruộng của mô hình hạn chế bệnh rất tốt, tỷ lệ bệnh dưới 5%, trong khi những ruộng bên ngoài gần như tỷ lệ bệnh là 100%. Sau đây là bản tóm tắt lại quy trình quản lý bệnh khảm lá trên cây sắn, gồm các biện pháp sau. Quản lý mùa vụ, không nên trồng chuyên canh, cần để thời gian cho đất nghỉ, bà con cần cơ cấu lại mùa vụ. Luân canh cây trồng, bằng cách trồng các loại cây khác như cây đậu phộng, ngô, không trồng sắn với cây ký chủ của bọ phấn như cây thuốc lá, bông, cà chua, cà pháo, cà bát, bầu bí, khoai tây, ớt. Quản lý nguồn giống, không sử dụng giống đã bị nhiễm bệnh khảm lá, đặc biệt là giống sắn HLS11. Sử dụng giống sạch bệnh hoặc ít bị nhiễm bệnh như giống KM94, KM140. Không vận chuyển giống từ vùng bị bệnh sang vùng chưa bị bệnh. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Phun thuốc trừ bọ phấn hiệu quả nhất khi chúng đang ở giai đoạn ấu trùng. Sử dụng hai hoạt chất đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho phép là dinotefuran và bimetrozin. Chỉ nên phun khi mật số bọ phấn trắng vượt ngưỡng cho phép. Áp dụng quy trình kỹ thuật, tuân thủ quy trình kỹ thuật của Trung tâm Khuyến Nông, tuân thủ quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của Cục Bảo vệ Thực vật. Bệnh khảm lá sắn lây truyền hâm giống sẽ gây hại nặng nhất, do vậy nông dân cần phải lựa chọn để trồng giống sạch bệnh. Bệnh khảm lá rất dễ phát hiện bằng mắt thường, do vậy nông dân thương lái có thể tự phát hiện để loại bỏ cây bệnh. Hướng dẫn nông dân tự để giống. Khi trồng, đảm bảo giống sạch bệnh, phun trừ bọ phấn để phòng bệnh. Trong suốt vụ thường xuyên kiểm tra ruộng sắn. Nếu thấy cây sắn biểu hiện bệnh thì tiêu quỷ ngay.
Trước khi thu hoạch phải kiểm tra kỹ cả ruộng để tiêu hủy cây sắn bị bệnh. Hướng dẫn thương lái mua bán giống. Khi mua giống để bán lại cho người dân, yêu cầu nhà cung cấp giống để nguyên lá trên cây giống, ít nhất là các lá ngọn. Cung cấp thông tin nguồn gốc giống là giống gì, trồng ở xã, huyện, tỉnh nào. Khi bốc hàng từ trên xe xuống, kiểm tra từng bó, loại bỏ ngay những bó có cây bị bệnh. Tương tự khi nhà cung cấp bốc giống lên xe cũng kiểm tra từng bó, loại bỏ ngay những bó có cây bị bệnh.